Sau hàng loạt những phát ngôn có phần thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận về không ít gạch đá từ dư luận. Mới đây, một thượng tá công an cũng đã lên tiếng trước những phát ngôn của nam nghệ sĩ. Người này cho biết cần triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ việc kích động trên mạng xã hội. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng đến với những chia sẻ sau. Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một cái tin này mà ông xã tôi vừa đưa tin nha quý vị. Thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho rằng cần phải triệu tập Facebook Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ việc người này kích động trên mạng xã hội. Một nghệ sĩ nổi tiếng viết status có nội dung xúi dục người khác sử dụng hành động bạo lực cũng là đề tài gây tranh cãi. Thực tế hành động lên án cái xấu không có lỗi, thậm chí đáng được khích lệ. Đàm Vĩnh Hưng xuất phát từ một tinh thần tốt, nhưng hành xử không khéo nông nổi, vô tình làm sai. Tài khoản Thành Nguyễn nêu quan điểm. Đó, quý vị thấy ghê chưa? Và rất nhiều cựu chiến binh đã lên tiếng về tư cách đạo đức của Đàm Vĩnh Hưng. Đây, quý vị thấy chưa, đây là thông tin của ông xã tôi vừa đưa. Thì tương lai của Đàm Vĩnh Hưng sẽ thành Đàm Vĩnh Biệt. Khi mà anh Dũng đã lên tiếng như thế này thì quý vị phải hiểu rằng là tôi một lòng nói là làm, có điều chậm hay là mau thôi, nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng sẽ mãi mãi rời khỏi cái sân khấu đó. Tiếp nối câu chuyện trên, một đoạn ghi âm cực sốc liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được bà Hằng tung ra, khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác và bất ngờ. Bởi dù tức giận ra sao, thì lẽ ra người của công chúng cũng không nên có những phát ngôn rất phản cảm như vậy. Thì bây giờ quý vị hãy nghe qua những cái thông tin này từ miệng. Từ miệng anh Đàm nói ra nha quý vị. Nhờ Tân mở lên giùm cô. Hay cộng tác viên gì đó. Tôi là tôi quốc thẳng mặt à. Chui vào trong mạng Facebook của Hưng, một số nghệ sĩ khác bắt đầu giật tít hoặc tìm thông tin, xong rồi đem về gắn vô những cái thông tin mà quý vị tự bịa đặt ra. Các em ơi, các em lớn rồi, đi học đã thành tài, đi kiếm sống được rồi, làm ơn banh cái đầu chó của mình ra đó nha, để mà hiểu và làm người lớn một chút xíu. Đừng có cái kiểu như vậy nữa, để em không bao giờ làm được chuyện gì lớn trên cuộc đời này ha. Không bao giờ thành công được. Còn ở trên á, con nít nó ngu thì cũng còn có người lớn mà dạy. Ở đâu mà cả một chùm một lũ ngu theo như vậy đó. Tụi bay sống bằng cái kiểu này hả? Hay sao? Đây là cái nồi cơm của tụi bay hay sao? Tụi bay kiếm lộn người để chơi rồi nha. Đàm Vĩnh Hưng không phải là cái loại người để tụi bay chơi cái kiểu đó nha. Còn để cho tao biết được đứa nào mà chính xác á dám đứng trước mặt tao, tao không đục tao làm con chó nha, đánh thẳng cái mặt tụi bay luôn. Nói cho biết trước một lần nữa nha. Và Đàm Vĩnh Hưng sẽ chính thức làm việc với thanh tra cục báo chí, thanh tra bộ văn hóa thông tin, để đưa tất cả những cái thứ này ra ánh sáng, để cho nghệ sĩ lâu nay phải chịu áp bức rất là nhiều, chịu tụi bay muốn nói gì nói đó, muốn viết cái gì thì viết, muốn đè bẹp thì sao đè bẹp đó. Tụi bay nghĩ tụi bay có truyền thông tai to miệng lớn, tụi bay ăn hiếp nghệ sĩ, ok, thử chơi với tao coi nha. Và tao sẽ thử chơi tụi bay coi như thế nào. Nó cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhưng tụi bay vẫn ngoan cố. Đó là tiêu chí và cái nhu cầu và cái trò chơi của tụi bay là như vậy. Ok, được, thì tao sẽ chơi với tụi bay một lần cho biết nha. Chính tụi bay là những người làm cho độc giả và khán giả khắp mọi nơi luôn luôn nghĩ xấu về nhà báo. Người báo chí, nhà báo đó lá ăn tiền hay là viết bịa đặt, người ta chửi là chửi chung báo chí, nhưng mà người ta do chính tụi bay là những người đã làm ra những cái tội này, và những người nhà báo chân chính khác á, phải chịu ảnh hưởng theo đó, phải chịu tất cả những cái thói tật xấu này và bị người đời người ta chửi rủa là cho tụi bay nha. Kênh 14 rất nhiều năm nay rồi nha, chứ không phải là một lần này đó. Những cái đứa phóng viên quèn, những cái đứa tầm bậy tầm bạ đem về hợp tác giật câu tít, miễn là có nhiều view, nhiều người vô xem là tụi bay thành công, là tụi bay bán được quảng cáo rồi, đúng không? Cuộc sống của tụi bay là như vậy, đúng không? Chén cơm nó mà sớ lên ăn vậy đó, có thấy ngon lành hay không? Thấy không? Có thấy yên ổn hay không? Hay là tới con cháu tụi bay mà chặn chịu những quả báo đó nha. Mình gieo ra cái gì đó sẽ nhận được cái đó hết, và con cháu tụi bay sẽ nhận chứ không ai hết. Và gần nhất là tụi bay đó, không lâu đâu nha,
xe cán, bệnh hoạn hay là xét đánh trời đánh tụi bay cũng sẽ tới liền bây giờ luôn. Tao nói là sẽ có, nhưng ngày hôm nay tao không có giữ mặt mũi, thể diện hay hình ảnh cái gì nữa hết trơn á. Tao cũng là con người, tao cần bảo vệ cái hình ảnh con người của tao đó, và cái quyền của tao đó. Còn tụi bay thích chơi cỡ nào tao chơi cỡ đó đó. Tao không có sợ, tao đã làm như vậy là tao không có sợ thằng nào con nào hết nha. Tao nói cho mày biết. Trong livestream mới nhất của mình, bà chủ Đại Nam còn liên tục nhắc đến một tập đoàn hùng mạnh, cấu kết với nhau để lừa đảo mọi người với những chiêu trò rất tinh vi. Do vậy, bà quyết tâm sẽ điểm mặt chỉ tên từng người để tiêu diệt tất cả những điều xấu xa còn đang tồn tại trong xã hội. Tôi nói đâu có sai đâu, trời ơi, tập đoàn của tôi nó là ghê gớm lắm, hùng mạnh lắm. Nhưng mà riêng ai á, bà Hằng này không có bệnh gì cử tụi mày hết. Tao quốc là thẳng mặt, không có nể nàng. Bệnh gì cử tụi bay ăn hiếp rồi, người không đúng chỗ rồi, một mình tao chắc tất tay. Cho nên ngày hôm nay tao kêu thẳng mày ra Đàm Vĩnh Hưng. Đó, fan nào cuồng mày cứ vô chửi tao đi. Đó, chửi hết tất cả mọi người đang đồng lòng tẩy chay mày với anh Hờ Lời với con Hồng Dân đó. Tao kêu thẳng ra tao chửi đó, toàn là chửi người ta khán giả không, chửi tục, chửi tiểu khán giả không. Vậy thì quý vị nghĩ xem, nó còn xứng đáng là nghệ sĩ nữa không? Trong khi đang giao lưu với khán giả, nữ doanh nhân đột nhiên bật khóc nức nở vì cảm thấy quá bất công. Một mình bà chiến đấu với cái xấu, không những không được động viên, ủng hộ mà toàn nhận phải những lời chửi rủa, những sự công kích, tấn công từ rất nhiều các thế lực. Quý vị cho tôi một phút giây thôi, quý vị mới thấy thương tôi như thế nào. Xấu cho tôi không một người phụ nữ. Quý vị lắng lòng là một chút thôi. Vậy thì có tờ báo nào lên tiếng nói nó lừa đảo không? Hay có một mình tôi dễ dụa tới ngày giờ này, tôi lật nó luôn. Vậy thì có sự công bằng nào với tôi không? Hay là các cái nhà báo hai mặt đó đó còn lên kế hoạch để hại tôi vô tù nữa? Vậy thì quý vị nghĩ rằng là cái sức công phá của tôi nó cỡ nào? Cái sự, cái nội lực chịu đựng của tôi nó cỡ nào quý vị? 100 người đàn ông cộng lại á, có bằng tôi không? Tôi phải nói cho quý vị nghe. Đó là gì? Tại sao tôi khóc? Tôi khóc không phải vì tôi hèn. Tôi khóc không phải vì tôi yếu đuối, nhưng tôi khóc vì sự bất công. Tôi khóc vì sự bất công nó quá đáng cho nên tôi mới khóc. Chứ không phải là tôi khóc vì tôi hèn. Tôi chưa bao giờ hèn. Tôi chưa bao giờ yếu đuối. Nếu tôi hèn tôi yếu đuối, tôi không bao giờ dám chiến cái cuộc chiến này với một cái tập đoàn lừa đảo. Tôi đã khẳng định là một tập đoàn lừa đảo rồi. Nhưng tôi khóc ở đây là tôi thấy một sự bất công. Tại sao? Tại sao những con người chân chính đi nhận cái đồng lương của nhà nước, sống vì nhân dân mà đồng lõa với nhau để hại tôi, để dùi dập tôi, để cổ suý cho những điều khốn nạn đó? Thì quý vị thấy không, chỉ cần một cái biên bản phạt 7,5 triệu thôi, các mặt báo lan tràn, gần 700 mặt báo lan tràn. Còn những gì tôi gào tôi thét đó, có ai đi binh vực tôi một câu nào không? Có ai đi tìm cái sự thật đó không? Thì quý vị thấy thì nghĩ đi, có tội nghiệp tôi không? Tại sao tôi, dù sao tôi cũng là phụ nữ chứ, tôi thấy cay đắng khi mà tôi làm tất cả cho cộng đồng mà không ai bảo vệ tôi, mà còn dùng những cái quyền lực để mà giết chết tôi nữa. Tại sao tôi không cay đắng chứ? Cho nên tôi khóc chứ không phải tôi hèn nha quý vị. Nó quá sức của một con người, nó vượt một cái ngưỡng chịu đựng của tôi, thì tôi khóc thôi. Dù có phải một mình chiến đấu thì bà cũng sẽ quyết tâm không bỏ cuộc, cũng sẽ không làm ai phải liên lụy hay bị ảnh hưởng vì mình. Cái đắng bà nhận lấy về mình, còn lợi ích, công bằng bà sẽ dành tặng cộng đồng. Những đóng góp của bà Hằng càng khiến khán giả thêm yêu quý và nể phục tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ mạnh mẽ này. Quý vị thấy không? Hôm nay á, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị có thấy tội nghiệp tôi không? Ngày hôm nay á, tất cả knock out hết là nhờ ai? Nhờ các anh em làm YouTube chính nghĩa. Còn những thằng YouTube dơ, nó chỉ biết đả phá và chửi lại những cái gì gọi là chân lý. Vì sao? Vì tụi nó là đồng bọn. Còn bản thân tôi, có ai giúp đỡ tôi không quý vị? Một mình tôi chấp hết. Tôi không để liên lụy tới chồng con, công ty của tôi. Một mình tôi chống đỡ trong ngoài, chịu đựng tất cả, nội công ngoại kích, tả phù hữu bậc, trên đe dưới búa, từ những cái thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Quý vị thấy không? 5 tháng nay hơn, một mình tôi lội ngược dòng đi ngược gió. Vì ai vậy quý vị? Cho nên có những giọt nước mắt tôi khóc thật sự. Không phải vì tôi yếu đuối, nhưng mà tôi thấy nó quá đau lòng. Khi mà họ không có trái tim, tất cả tập trung tấn công cho một mình tôi. Vì cái gì?
vì sự dối trá, vì sự ma mị, vì một sự đoàn kết lừa dối chúng ta. Mà tôi là người đại diện cho tất cả những người nghèo. Bây giờ tôi đang nói đây không phải vì người giàu, vì có khi người giàu không có nhu cầu, nhưng đối với người nghèo, 5-10 triệu của họ lớn lắm. Họ bị gạt, họ đau khổ lắm. Tôi nhìn những cái đó mà tôi không cam tâm. Tôi lao vào như con thiếu thân. Để rồi ngày hôm nay á, tôi đã cho tụi nó knock out thật sự. Và tất cả những gì tụi nó đều bất lực trước tôi cả. Nhưng tôi muốn nói lại cho quý vị thấy rằng là một sự chịu đựng quá sức của một người phụ nữ như tôi dám nói lên một cái điều bất công giữa cái xã hội này, mà chính những con người đi bưng bít cho nó, cả một tập đoàn to lớn như vậy trong và ngoài nước, lôi kéo luôn cả những người gọi là trong và ngoài nước để vô một tập đoàn phạm một cái tập đoàn có phản động trong đó nữa. Cái điều đó là tôi không cân nhắc được thôi, chứ tôi đã lường trước được là cái tập đoàn của tụi nó là như thế nào rồi. Ngoài cái sức tưởng tượng của tôi là nó có cái yếu tố phản động trong đó thôi, chứ tôi không thể tưởng tượng được. Quý vị thấy không, nó công kích, nó làm nhục tôi tất cả mọi thứ. Để rồi tôi bỏ cuộc, để câu chuyện này chìm xuống. Để rồi tụi nó tiếp tục, tụi nó đi lừa đảo chúng ta nữa. Tôi nói với quý vị rằng là tôi bỏ mạng tôi vì mọi người, tôi không bao giờ hối hận. Cái đó là cái chí khí, là cái sự dũng khí của một người phụ nữ của tôi, dám sống cho mọi người. Vì tôi đã sống 50 tuổi rồi, tôi còn bao nhiêu năm để sống nữa đâu, tôi đâu có sợ. Tôi chỉ thấy đau lòng là khi mà mình bị ăn hiếp quá đáng. Cho nên tôi đã khóc với quý vị. Khi tôi buồn, thật sự tôi cảm thấy tôi đau đớn, tôi lẻ loi, thì tôi khóc, bởi vì tôi không phải là thánh thần. Tôi chưa lên tới cõi thượng thừa. Bà Hằng cho biết, bà đang nói hộ tiếng lòng của những người có đạo đức, có lương tâm. Họ bất bình với những điều xấu xa. Và đó cũng chính là tiếng lòng của bà. Bà nói ra để mọi người thêm hiểu và có niềm tin rằng cái xấu chắc chắn sẽ bị bài trừ, những điều đẹp đẽ chắc chắn sẽ tồn tại và được lan truyền rộng rãi tới mọi người. Thật sự á quý vị, tôi cảm thấy tôi rất là an ủi. Ít nhất á, tôi cũng cho nhiều thằng knock out rồi. Đau đớn lắm. Nó giết tôi chết được, nó cũng giết tôi nữa. Nhưng mà nó chưa đủ phước đâu. Bởi vì sao? Tôi đang đại diện cho cái chân thiện mỹ, và tôi đại diện cho những con người mà sống á, có đạo đức, yêu đất nước, yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu dân tộc. Và những con người sống lương thiện, họ cùng một tần số với tôi, họ rung cảm cùng tôi. Còn những con người mà sống mà đi ngược lại á, thì họ có trăm ngàn lý do để dãy dụa trước khi chết. Và quý vị thấy không, càng dãy dụa thì chúng ta càng nhìn thấy những cái bộ mặt nó lộ ra cho chúng ta nhìn thấy, nó trắng trợn, trơ trẽn, trưng tráo đến đáng sợ luôn. Đã không quý vị? Một người phụ nữ như tôi á, một cuộc đời sống đáng sống không? Quá đáng sống chứ. Tôi tự hào chứ quý vị, một mình tôi chấp hết. Vậy thì quý vị nghĩ xem, 100.000 người, một bao nhiêu cái tổ chức mà nó quật tôi không được, thì tại sao tôi nói thật quá?